Hôm nay sẽ là một số so sánh laptop của người chơi đồ. Chúng ta sẽ có G15 nhưng một bên là 5525 và một bên là 5520. Mặc dù là giá chênh nhau tận 6 triệu nhưng mà tiền đấy sẽ đánh đổi những gì hay thực sự là khỏe hơn không? Thì đây là so sánh giữa hai chiến thần Alienware nhưng mà fake. Các sếp muốn mua thì đương nhiên là vẫn cứ đến Trung Trần, link trong phần mô tả và bình luận. Và các sếp muốn tôi review mẫu máy nào thì hãy nhớ comment bên dưới và vào group của người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ giveaway cũng như là thông tin về công nghệ nào. Còn nếu laptop các bạn đang có rồi thì có thể là một chút ghế công thái học của FP1. Người chơi đồ đang có nhiều mã giảm từ 600.000 đến tận 900.000 vì quý viewer, nên là hãy nhớ tham khảo trong phần mô tả và bình luận luôn. Mua tính cho nó hoàng gia. Đầu tiên là cái mà ai cũng quan tâm nhất đi, cấu hình. Thực ra là vì hai máy này trông khá giống nhau nên tôi sẽ nói cấu hình trước cho nó dễ. Nhìn chung thì chip và card sẽ là điểm khác biệt lớn nhất trên con Dell G15 5520 và 5525. 5525 thì sử dụng AMD Ryzen 5 6600H và card RTX 3050 4GB. Còn con 20 thì sẽ là bộ đôi Intel i7 12700H này, card RTX 3060 6GB. Đây là một cuộc chiến của đội đỏ và đội xanh rồi. Với cái sự đắt hơn nhau 6 củ này thì không có gì bất ngờ nếu mà con 5520 có phần cứng nó mạnh hơn. So sánh nhanh điểm số giữa hai con chip này sẽ thấy rõ. Ví dụ là bài test Cinebench R23 thì điểm đơn nhân và đa nhân của Core i7 12700H đều nhỉnh hơn đại diện nhà AMD. Các bạn là i7 thì nó cũng tương đương Ryzen 7 rồi nên là Ryzen 5 thọt là chuyện đương nhiên. So sánh điểm một chút đi thì với đơn nhân hai bên chip không có chênh lệch quá nhiều. Ryzen 5 thì 1444 còn i7 thì 1775. Sự ao trình sẽ đến từ điểm đa nhân khi mà i7 có gần gấp đôi điểm 15.895 so với 9586 ở Ryzen 5. Nên là muốn try hard với các tác vụ nặng thì i7 12700H là con chip về lý thuyết là lý tưởng hơn. Chưa kể là muốn cân multimedia, học tiếng Premiere Pro hay là streaming OBS thì chip Intel sẽ có khả năng quick sync giúp mọi thứ nó thuận tiện hơn. Ngoài ra thì những con chip Intel ấy, từ thế hệ 12 trở đi đã dùng cái kiến trúc là nhân Big Little rồi. Đơn giản hóa là nhân được chia sẻ làm hai loại này: nhân hiệu năng là P-Core và nhân hiệu quả là E-Core. Tùy tác vụ làm nặng nhẹ hay sao mà từng loại nhân sẽ được ưu tiên sử dụng và từ đó sẽ tăng cường được hiệu năng hoặc là thời lượng pin với từng hoàn cảnh. Nói chung là con 20 cái chip nó tối ưu hơn và khỏe hơn. So sánh i7 với lại Ryzen 5 thì nó sẽ chớ, nhưng mà Ryzen 5 6600H trên G15 5525 ấy thì nó cũng không phải là một chip tệ đâu. Nó vẫn có 6 nhân thực và 12 luồng để đảm bảo khả năng đa nhiệm này. Xung nhịp là 4.5GHz ở mức ổn để xử lý nhiều các tác vụ. Con i7 chính ra là max xung cũng chỉ là 4.7 thôi, nó không phải thua kém quá nhiều về việc OS. Tức là tiến trình TSMC 6nm FinFET thì cũng giúp cái con chip này hoạt động tối ưu hơn, dần dà là mát hơn so với lại Intel chip 10nm. Đây cũng chính là lý do mà laptop dùng AMD ấy, nó khá là mát. Nó mát hơn nhiều so với Intel nếu mà có cấu hình cùng GPU. Nói chung là Core i7 thì đáng tìm tới hơn nếu mà có đủ điều kiện và muốn bào hết cỡ cái laptop xuất thời sinh viên. Còn nếu mà hơi kẹt về chi phí thì yên tâm là Ryzen 5 6600H thì nó sẽ đủ dùng cho mọi tác vụ. Dù sao thì nó vẫn là chip hiệu năng cao. Sự chênh lệch thì sẽ đến từ cái thời gian phản hồi này, tốc độ xử lý các tác vụ nặng này. Thì vì khỏe hơn thì đương nhiên là nhanh hơn rồi. Qua các đồ họa thì nhìn vào số lượng VRAM thôi, phần thắng gần như đã chắc trong tay của RTX 3060 6GB rồi. Số to hơn thì nó khỏe hơn rồi. Cơ bản là vì game đang ngày càng hoành tráng, quá nhiều bối cảnh cũng như là hiệu ứng các thứ. Liên minh thì còn đang nặng lên, nói gì mấy game AAA. VRAM nhiều hơn thì sẽ giúp chơi sướng và ổn định hơn. Khi mà chơi mấy game nặng như là người nhện các thứ ấy, thì hiện tượng ứng trước bản đồ load theo sau sẽ không xảy ra. Ngược lại thì RTX 3050 4GB thì trải nghiệm game thủ nhận lại sẽ hạn chế hơn một chút. Thực ra không phải là một chút đâu, khá khá đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn chịu khó tinh chỉnh cài đặt ấy thì mọi thứ sẽ vẫn ok. Về sức mạnh thuần thì RTX 3060 nó trội hơn hẳn so với RTX 3050. Chưa kể là con này ăn tận 130W điện khi mà đặt trên Dell G15 5520. Khi mà chọn laptop ấy thì cũng cần để ý đến điện năng tiêu thụ trên các đồ họa. Tại vì nhiều khi là hai chiếc máy cùng chạy một loại card nhưng mà nếu ăn điện khác nhau ấy thì hiệu năng cũng sẽ chênh lệch phần nào. Điện năng càng nhiều, hiệu năng càng khỏe và tiền điện càng cao. Để mà so sánh trải nghiệm thực tế trên hai chiếc máy này thì dùng cơ bản hay chơi mấy game nhẹ nhàng cũng không quá là khác. Nó vẫn chạy phà, PS ổn định. Sự khác biệt sẽ đến từ những game AAA. Khi mà máy cần phát huy tối đa hiệu năng thì đương nhiên rồi, cấu hình khỏe hơn nó sẽ cho trải nghiệm sướng hơn. Không thì khỏe hơn làm cái gì? Có thể nhiều khi là FPS của nó xem thôi, nhưng mà con 3050 ấy là cháu cố lắm rồi. Còn 3060 thì vẫn ngồi hút xì gà, đạp chân ga bình thường, làm buông tay khấu nên là trải nghiệm vẫn có sự khác biệt. Tóm lại thì sự ổn định sẽ là thứ mà cấu hình cao nó mang lại. Đương nhiên là nó vẫn trong tầm trung cận cao cấp nhé. Còn cao hơn nhưng mà trong mức giá rẻ thì vẫn không ăn thua. Điểm chung của hai chiếc máy này là 16GB RAM này, 512GB SSD. Giá của 5525 sẽ là 18 triệu, thì con 5520 sẽ là 24 triệu. Thì với cái trải nghiệm 24 triệu này thì tôi đánh giá là một trải nghiệm thoải mái và nhiều tiềm năng hơn.
kết hợp được các yếu tố đáng tiền như là chip hiệu năng cao này, cả cận cao cấp của năm ngoái. Nhưng mà với nhu cầu cơ bản thì 5525 nó lại khá đáng tiền so với những gì nó mang lại. Đẹp với phiên bản màu xi măng này, nếu mà để hợp lý nhất thì chắc chắn là 17 triệu rưỡi mà mua. Với màn hình thì nhìn qua là cơ bản như nhau, hai mẫu máy đều có màn hình độ phân giải là Full HD 1920x1080, tỷ lệ 16:9, tấm nền WVA góc nhìn rộng được phủ chống lóa. Tuy nhiên với hai cái quan trọng nhất là tần số quét và độ phủ màu thì con 5520 nó nhỉnh hơn và lấn lướt hơn với lần lượt là 165Hz và 100% sRGB so với 120Hz và 64% sRGB của 5525. Xét về thực tế đi thì 120Hz vẫn có thể là ổn rồi, nhưng mà anh em trích tròi hạt với game FPS hay là hay đi net màn 240Hz các thứ ấy, thì 165Hz sẽ là lựa chọn tốt hơn. Chưa kể là con 5520 ấy, thì nó còn tính năng Advanced Optimus tối đa hóa FPS bằng cách đẩy việc xuất hình qua cạc rời, nên là trên lý thuyết ấy, thì màn hình 165Hz sẽ làm mọi thứ của bạn nó mượt hơn và không lo xé hình. Còn với 100% sRGB thì nó sẽ có lợi khi mà muốn dùng máy để làm multimedia. Tất nhiên là khi đó thì nó phải kết hợp với độ sai lệch màu Delta E. Theo tôi tham khảo ấy, may là nó vẫn dưới 2.0. Vậy là không chỉ có cấu hình này, Dell G15-5520 có nhiều yếu tố khác xứng tầm với mức giá của mình hơn. Trải nghiệm thực tế thì màn khá tối, một phần là do tôi nhìn quen màn 4K sáng rồi, nên là lúc ngồi quay đèn đóm ốp vào khá khó nhìn. Cả hai máy khi chơi mấy game tối tối thì nó đen kịt luôn, gần như chả thấy gì, phải tắt điện đi chơi thì mới thấy rõ được. Đây cũng là một cái điểm hơi trừ đối với tôi ở máy gaming tầm tiền này. Màn hình thì nó thiên nhiều về gaming nhưng mà độ sáng các thứ thì chưa ok. Về thiết kế thì khi so sánh thì tôi chả biết phải nói gì, tại vì đều sử dụng thiết kế chiến hạm đuôi thoải cạnh vuông, cơ bản là Alienware hàng nhái, nhưng mà với nhái này là nhái xịn, nhái có phong cách. Với hai tùy chọn tôi đang có là xám đậm và vàng pha xám thì cái này tùy thẩm mỹ của từng người, thích màu nào chọn màu đấy thôi. Tôi thì khá là thích cái màu xám xi măng này, trông nó chất chất mà quay lên hình trông đẹp và nổi bật hơn. Vỏ thì đều là vỏ nhựa, cái này phải thỏa hiệp và tầm giá rẻ thôi, thậm chí là trên 30 củ thì vỏ nhựa vẫn còn đầy. Tuy nhiên là cái nhựa này thì nó chịu được lực trừ khi là bạn cố phá nó thôi, không thì khá ổn. Phải công nhận là Dell những năm gần đây đã chuyển mình mạnh mẽ về cái chất lượng hoàn thiện. Và cái thời mà Dell G3, G5 hay G7 nửa nạc nửa mỡ đã qua rồi. Tôi khá là thích cái kiểu thiết kế này, nó kiểu vừa phải, nó không quá, nó trung hòa nhân chính được cái mình và đơn giản. Để mà vạch lá tìm sâu đi thì về cân nặng 20 sẽ nặng hơn con 25 một tí, tầm 1-2 lạng. Cái này thì dễ hiểu thôi, nó sẽ gánh thêm một cấu hình ao trình của 5520 một tí. Với cơ bản hai sản phẩm này đều có thể coi là nặng, ai mà có người yêu rồi thì mới nên mua, tại vì phải có bờ vai vững chãi mới có người yêu. Về cổng kết nối thì cả hai máy giống nhau về cách sắp xếp và số lượng cổng, cụ thể là cổng LAN RJ45 và jack 3.5mm ở cạnh trái này, cổng USB A 3.2 Gen 1 cạnh phải, đằng sau là cổng sạc này, cổng HDMI 2.1, cổng USB A 3.2 Gen 1 và một cổng USB-C. Cái khác biệt lớn nhất nằm ở cổng C này, khi mà với 5520 thì nó sẽ hỗ trợ giao thức Thunderbolt 4 bằng thông cao vút, còn con 25 thì là 3.2 Gen 1 thôi, tức là nó đều hơn. Muốn nhanh, muốn ổn định khi xuất hình thì cứ Thunderbolt 4 mà chơi. Còn nhu cầu cơ bản thì 3.2 Gen 1 đủ rồi, hỗ trợ đầy đủ truyền file, sạc, power delivery. Thế là pin đi, thì với laptop gaming thì pin sẽ không phải là một thứ mà người ta để tâm, nhưng mà trường hợp này lại khác nhé. Nếu mà hay phải ra ngoài làm việc hoặc là thích lên thư viện, quán cà phê thì cái viên pin 6 cell 80Wh của G15-5520 sẽ phù hợp hơn với chỉ là 3 cell 65Wh trên 5525. Nó không chỉ đơn thuần là có dung lượng to hơn, pin của 5520 nó sẽ kéo dài về sinh lý nhờ cái CPU và GPU của máy, nó vốn có thể tự điều tiết hiệu năng như tôi đã nói ở trên. Nhưng nếu kể sang câu chuyện chơi game ấy, thì nó vẫn đuối như nhau thôi, cứ cắm sạc của mà dùng. Tóm lại thì với 23 triệu đồng, xác nhận là Dell G15-5520 là đồ ngon chính hiệu. Không ngon bằng Geek Pro G5000 được, nhưng mà cũng là lựa chọn thay thế hợp lý khi mà con kia đang cháy hàng và nó cũng rẻ hơn tầm 1 triệu nữa. Nhưng mà nếu thấy 6 triệu đồng là khoảng chênh quá lớn thì hãy cân nhắc xem nó có thực sự quá cần đến chip Intel này, Advanced Optimus hay là vài chục hẹt tần số quét cao hơn hay không. Sự khác biệt như nào thì các bạn có thể lộn lại xem nếu mà chưa nhớ. Các bạn chỉ cần chơi được game hay là muốn chơi phải ngon, chơi phải sướng, có muốn dấn thân làm gì khác ngoài chơi game không? Nếu mà chỉ cần những giá trị cốt lõi của một chiếc laptop gaming ấy thì Dell G15-5520 17 triệu nó vẫn tốt. Tiền chênh lệch thì các bạn có thể làm hẳn một cái màn rời, sắm một bộ gear và những thứ thiết yếu khác cho đời sinh viên sẽ tốt hơn. Các bạn có thích cái dạng video so sánh này không? Hay là muốn tôi so sánh hai chiếc máy nào nữa thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là Linh, đừng quên đăng ký và vào group của người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video và giveaway nào. Xin chào và hẹn gặp lại.